Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Đang ngồi cùng với nam diễn viên là chủ nhân của album Trọn Đời Bên Em. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về cuộc sống cũng như là con đường sự nghiệp nhé. Em xin chào anh ạ. Chào em. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Lời Nghệ Sĩ. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Dạ, anh Lý Hải ơi, theo em được biết thì anh là quê của anh là ở miền Tây đúng không anh? Anh quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ. Với là một cuộc sống của một bé trai ở miền quê vậy thì chắc là tuổi thơ của anh cũng khá là dữ dội vậy. Thì theo anh thấy thì anh cũng giống như tất cả những cái bé mà đồng trang lứa vào cái thời đó, thì cũng phải biết bơi lội tắm sông tắm biển, rồi leo cây hái dừa, hay là chèo thuyền, hay là bắt cua bắt ốc, thì tất cả những cái thứ mà những đứa trẻ ở miền quê biết thì Lý Hải biết hết. Dạ. Vậy thì khi mà ở miền quê vậy đó anh, thì ai là người định hướng cho anh sự nghiệp tương lai để theo bước đường nghệ thuật này, hay là anh thích từ nhỏ rồi? Hình như là cái duyên của nghề thì hầu như là nghề đã chọn mình, chứ mình không có chọn nghề được. Giống như hồi nhỏ thì Lý Hải có nhiều, rất là nhiều đam mê. Ví dụ như hồi lúc nhỏ thì Lý Hải rất là mê hội họa, thì nghĩ là lớn này sẽ thi vào trường mỹ thuật hoặc là đại học kiến trúc gì này, rất là mê cái đó. Nhưng mà lớn rồi cái lại đam mê thể thao nữa, sẽ thi vào trường thể dục thể thao. Nhưng mà lớn lên thì mình thấy mình nhỏ bé tí, nhỏ xíu con thì vô chẳng chắc rớt quá. Thì tất cả những cái ước mơ, những cái hoài bão đó thì nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật được á. Thì lúc đó là Lý Hải đang học lớp 10 ở trường trung học ở Nguyễn Chiểu ở Mỹ Tho, thì nghe nói là có tuyển sinh cho trường nghệ thuật sân khấu 2, bây giờ đổi tên trường là trường sân khấu điện ảnh á. Thì mình cứ thi đại thôi, thì may mắn tự nhiên cái đậu rồi lên trường học luôn, tới học thôi. Vậy là đầu tiên là anh xuất thân từ diễn viên, học diễn viên trước hả anh? Đúng rồi. Anh thi vô đó thì học 4 năm là chuyên về diễn viên. Nhưng mà khi mà tốt nghiệp ra thì lúc đó thì cái thời mà thời kịch nó đang tụt dốc đó, cái thời năm 91 đó, là cái thời kịch nói nó đang tụt dốc lắm, không có điểm để mình trụ mà mình sống được, nuôi bản thân mình. Thế là Lý Hải chuyển qua làm ca sĩ luôn. Có thể nói là anh Lý Hải là một trong những là ca sĩ rất là thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà em nghĩ là ngoài cái sự thành công đó thì phải trải qua rất là nhiều thời gian để tôi luyện, cũng như là gặp rất không ít khó khăn đúng không anh? Thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như quý khán giả được biết là giai đoạn đầu tiên khi anh bước vô con đường sự nghiệp ca hát như thế nào không? Nói chung là tại vì Lý Hải là dân miền Tây lên, rồi ở đất Sài Gòn thì Lý Hải không có người đỡ đầu. Thì khi mà tốt nghiệp học xong ra trường thì vẫn là hai bàn tay trắng, vẫn có hai bộ đồ rồi chiếc xe đạp cọc cạch. Khi mà tốt nghiệp ra thì bơ vơ đó, không biết làm cái gì để mà sống đó. Rồi kịch thì lại đang tụt dốc, còn đi hát thì đâu có ai biết là mình như thế nào đâu mà người ta giới thiệu mình hát. Anh và anh Minh Nhí, các Phượng, rồi ba anh em mới thuê nhà ở chung. Thì hồi xưa chỉ có 60.000 một tháng thôi đó, mà tới cuối tháng là sẽ bị đóng tiền nhà. Những ngày cuối tháng làm 9:30 là không ai dám về nhà, đi làm hay làm gì làm tới chiều 9:30 là ngồi đồng một quán cà phê ngay cổng trường hoài, không dám về nhà. Người này xuống người kia trước, người kia xuống người này về trước, về bởi vì gặp chủ nhà là bị đòi. Mà lúc đó chẳng ai có việc làm hết á anh? Bởi vì nói chung lúc đó là người nào cũng thất nghiệp như nhau hết, hoặc là lâu lâu mới có một show, một tuần lễ mới hát một show, thì làm sao mà đủ sống. Thì đói quá thì chạy về quê rinh bao gạo đem lên. Ở trên đây mình làm là chủ yếu là kiếm tiền để đi chợ, là tránh đổ xăng đi chợ, tiền đổ xăng mà còn không có. Mà thậm chí
Lúc đó hai anh em dành dụm mua được chiếc 3 hecta, xong xuôi ví dụ muốn đi hát thì phải có tiền đổ xăng và phải đi vay người này nọ để đổ tiền đổ xăng rồi đi hát cũng phải đem về tối về trả nợ. Nhiều lúc á, tối xô mấy ông bầu quịch tiền về đâu có tiền ăn, đâu có tiền trả tiền xăng cho người ta đâu, cũng phải chịu. Rồi mấy anh em là phải thuê nhà ở tới mấy năm trời luôn á. Rồi có một thời gian là Lý Hải cũng phải chuyển sang một bước khác, đó là gia đình thấy đầu tư học 4 năm cộng thêm một năm đi thực tập nữa, quay trở về là 5 năm trời, thì ra cảm thấy là không có cái gì mà để ổn định, để lo tương lai cho mình sau này. Thì nhà nói thôi ráng gom góp được ở dưới quê được chỉ rửa vàng đưa cho anh Lý Hải đi học may. Thì anh cũng có đi học may cũng được nửa năm, thì quay được cũng áo sơ mi với quần sọt rồi sơ sơ vậy đó. Thì tự nhiên cái máu nghề nghiệp, cái máu yêu nghệ thuật nó lại trỗi dậy nó, mà mình thì chân đi nó không thể nào ngồi mà mấy đồ đi, nó không có chịu được. Dạ. Bạn bè kéo rủ nhau thế là Lý Hải lại quay trở lại là và đi hát. Thì lúc đầu khi mà tốt nghiệp ra trường thì mình đâu có cái điểm mà hát lớn được như bây giờ, thì phải hát cho người ta ăn uống, phải hát nhà hàng, rồi hát đăng sinh là cho người ta nhảy đầm. Nói chung là ai kêu gì hát đó, hát đám cưới, đám giỗ, đám tiệc, nói chung là tất tần tật ai kêu cái gì là hát cái đó thôi, nó không chưa có một cái định hình nào đó. Thì bắt đầu phải lây lất cho tới năm 93. Thì lúc đó trong thời gian đi đứng trên sân khấu thì Lý Hải được lòng rất là nhiều anh chị và những cô chú đi trước. Thì hầu như người ai cũng thấy được là khi mà Lý Hải xuất hiện ở trên sân khấu thì cái lửa rất là lớn. Hồi đó mới ra trường được, còn trẻ rất là nhiệt huyết. Thì nhờ cái lẽ đó mà các anh chị và cô chú đi trước hát ở đâu là giới thiệu mình hát đó, để đâu là ta cũng lo về ta giới thiệu. Chính điều đó là show Lý Hải bắt đầu có và bắt đầu phát triển lên. Thì nói chung cái khoảng thời gian đó mặc dù rất là khổ nhưng mà Lý Hải rất là quý, rất là trân trọng. Bởi vì nhờ những cái thời gian đó thì mình cảm thấy là mình yêu và quý cuộc sống mình hơn. Cảm thấy là ở trên thế gian này mình không có gì mà ở trên trời rơi xuống hết. Tất cả phải bằng sự nỗ lực của mình. Nhắc tới anh Lý Hải thì người ta sẽ nhắc ngay tới nguyên một cái series album rất là dài, trọn đời bên em, đúng không anh? Vậy thì từ đâu những cái ý tưởng đầu tiên mà anh hình thành lên được cái album này? Khi mà năm 93 bắt đầu Lý Hải được ổn định chỗ ngồi rồi ha, là hát được rất tốt rồi. Nhưng bắt đầu tới năm 96, 97 là khi mà cái dòng nhạc Lý Hải lúc đó là lại giống như là nó bị qua thời rồi. Mình hát nhạc nhảy hoặc nhạc đùng đùng sôi động ở sân khấu thì rất là hút, nhưng mà về nhà ta không có nhớ mình. Thì bắt đầu năm 97 đâu đi là bắt đầu Lý Hải tụt, không mà cũng như không có show nữa. Đó lúc đó là cứ nghĩ là rồi cũng phải là bỏ nghề tiếp, lang thang rồi mãi cho tới năm 2000. Thì lúc đó Lý Hải chơi chung một cái group mấy anh em chơi thân là có Vĩnh Thuyên, Huy Đức, rồi có anh Đồng Giao. Thì mấy anh em ngày nào cũng dân thất nghiệp mà, ngày nào cũng ngồi uống cà phê hết. Bắt đầu mới bàn tới bàn lui, thôi bây giờ mình chuyển dòng nhạc. Thì trong cái thời của Lý Hải hồi xưa đó, không ai minh họa bằng cốt truyện hết, chỉ có minh họa bằng hình ảnh như karaoke đó. Đi qua đi lại cười rồi đi ra vô rồi. Thì mấy anh em Lý Hải là những người đầu tiên nghĩ ra là cái cốt truyện là nói lên cái nội dung của ca khúc, và sâu chuỗi những ca khúc đó thành một cái kịch bản dài. Đó thì năm 2000 là mấy anh em ngồi ra ý tưởng đó và làm và thực hiện cái trọn đời anh em đầu tiên. Cho tới bây giờ sau khi đã hoàn thành rất là tốt vai trò là ca sĩ của mình thì anh lại đầu tư vào một lĩnh vực khác, mà có thể là lĩnh vực này từ đầu anh đã theo đuổi rồi, có nghĩa là diễn viên. Thì là cái niềm đam mê ngày xưa nó lại trỗi dậy và anh lại tiếp tục nó, hay là do là bây giờ là anh cảm thấy là thôi ca sĩ mình cũng đã làm thành công rồi nên mình bước qua một cái khác, mình thử sức? Thật sự thì bên cái lĩnh vực mà Lý Hải đang lấn sân đó là lĩnh vực điện ảnh, thì Lý Hải mơ ước hồi đó tới giờ rồi. Nó giống như hồi xưa là mình học ra mà không được dụng võ, không? Sau khi mà tới dứt cái chọn đời bên em 10 thì lúc đó là thảnh thơi đầu óc rồi. Khi mà mình đầu tư vậy thôi, giờ mình cố gắng mình đầu tư thêm bước nữa, mình làm
phim chiếu rạp luôn thì nó thỏa cái ước mơ của mình hơn. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tụi Trẻ Việt TV nha.